ơn Cha buổi sáng tốt lành. Cảm tạ ơn Chúa vì yêu thương của Ngài đã giải đầy cho chúng con. Chúa hơi thở chúng con là thân là yêu chúng con, hơi thở chúng con nói đến sự toàn năng của Ngài, nó sẽ chăm sóc lời của Ngài. Chúa mình nhịp đập trái tim chúng con cũng khẳng định điều đó. Lạy Chúa Giêsu, ngay giờ này chúng con biết rằng Ngài đang giữ chúng con đang ở trong bệnh thánh của Chúa, dưới bệnh chân của Ngài. Chúa ơi, hãy ban phát thịt của Ngài ra cho chúng con. Chúa, chúa tạ ơn Chúa. Đức Chúa Trời toàn năng yêu dấu chúng con. This sweet book, book Chúa của muôn Chúa, Chúa của mọi thần, mọi loài, mọi loài sức thịt. Chúa đến thế gian trong xác thịt và xẻ thịt Ngài cho chúng con, đổ huyết Ngài cho chúng con uống. Chúa, không có một ai có thể yêu được như vậy, không một ai có thể hy sinh lớn lao như Ngài. Chúa ơi, mọi người người ta lấy thịt khác để cho người khác ăn, cho mọi nhà cách mạng đều đổ huyết của người khác để làm nên cái danh dự của mình. Nhưng Chúa Giêsu của chúng con, Chúa ạ, Ngài đổ huyết của chính Ngài, Chúa ạ, mà chẳng phải để giữ danh dự của Ngài, Chúa ơi, mà để giữ danh dự chúng con, để cứu chuộc chúng con, Chúa ạ. Chúng ta ơn Chúa Giêsu và em Chúa Trời hàng sống yêu dấu chúng con. Chúa ơi, giờ đây dưới bên chân của Cha, hãy ban phát lời mà cho chúng con, hãy dạy dỗ lời chúng con, chúc phước cho lòng chúng con, cho đôi tai, đôi mắt thuộc linh chúng con. Hallelujah. Chúc phước cho sự học, sự nghe chúng con và nhân danh Jesus Christ. Ta chúc phước cho hệ thần kinh của mỗi anh chúng ta. Tâm thể trí óc của chúng ta, trí tuệ chúng ta phải được khai thông và tươi sáng trong thần của Chúa Trời, trong thần khôn ngoan của Chúa, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh, thần hiểu biết, thần kinh sợ, kinh sơ ba, đầy dẫy là nơi của Thánh Ngài sự tu sắc Thiên Chúa toàn năng. Hallelujah. Và kính chào Chúa. Shaka đào Chúa ơi, trong quá trình học tập, thì Chúa tiếp tục chữa lành chúng con. Những ai đó đang rất yếu thận, Chúa ai đó Shaka đào đi có sự gì về bệnh về gan, cho trong đây xuống cầu một sự chữa lành Chúa trong lớp học này, cho Shaka đào bơ Shaka đào bơ Shaka đào bơ Shaka đào bơ Thái Dương trong tay xuống cầu hủy phá các thể sự đau đớn đó, và công bố chữa lành Chúa Trời đến trên cái đầu này, nhân danh Chúa Giêsu đến trên thân thể này. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Thánh Linh đâu thì tự do đó. Con cảm tạ ơn Chúa, chúng con tự do trong Ngài, tự do để hát ngợi khen Ngài, tự do để học đại Ngài, tự do để biến đổi, tự do để đứng chìm trong hiện diện của Ngài, cho tự do để mặc cái hình và bóng của Christ. Hallelujah. Mọi vinh hiển được dâng cho Cha. Cho nên lòng cầu nguyện trong Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh yêu dấu. Amen. Bài học ngày hôm nay sang tuần lễ thứ nhất của lớp 2, anh em ạ, đó mang tên là lớp 2 có mang tên là gì ạ? Sự nên thánh. Bài học này có nói về khái niệm nên thánh. Tuần lễ thứ nhất, tuần lễ thứ nhất nói về khái niệm nên thánh. Hãy nên thánh, mời anh chị em đọc, cho đọc tiếp. Sự thánh khiết là sự tinh khiết và trong sạch đối nghịch với sự phạm tội. Sự thánh khiết bản chất không thể thiếu được của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thánh tuyệt đối, chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài, không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời chúng ta. 1 Samuel 2:2. Ngài không thể thỏa hiệp với bất kỳ một loại tội lỗi nào. Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Habakkuk 1:13. Vì thế trong sự hiện diện của Ngài, một cơ đốc nhân có thể cảm thấy sâu sắc sự phạm tội của mình. Như tiên tri Ê-sai, ông ta thấy sự hiện thấy Đức Chúa Trời ngự trên ngôi cao, xung quanh Ngài là các thiên sứ ca ngợi Ngài về sự thánh khiết của Ngài. Ê-sai 6. Về năm vua Ô-si-a băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao xa, và áo của Ngài đầy đậy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, một seraphim có 6 cánh, 2 cái che mắt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy đầy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạc cửa rúng động và đầy và đèn đầy những khói. Ê-sai 6:1-4. Lòng xúc động, mặt tràn đầy sự tôn kính, Ê-sai nhận thức sự phạm tội của mình, và điều đó làm kinh ngạc ông ta, khiến ông ta phải thốt lên: Bấy giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Giê-hô-va vạn quân. Ê-sai 6:5. Chúa. Ok, mỗi người chúng ta đọc cũng được, nghe anh em mà có giọng tốt đọc được. Tại sao chúng ta đi đọc về cái điều là gì ạ?
dễ dàng là sự gì ạ? Sự tinh khiết. Sự tinh khiết đúng không? Sự trong sạch, trong trắng, tinh khiết. Có đúng vậy không ạ? À, mình rồi. Nó được biệt riêng ra khỏi, ta nó cách biệt ra khỏi thế gian này. Cái thế gian này nó đục ngầu, không bẩn thỉu ô uế, bẩn thỉu tội lỗi. Như sự lên thánh ấy, là sự thần khuyết, sự thánh ấy, sự lên thánh. Thần quyết này chứ không có trong suốt và không có chỗ này hơi đục tí, chỗ này trong sẽ đục tí hơn trong tí. Sự lên thánh ở đây tức là bên trong bên ngoài đều thế cả, mọi thời gian mọi thời điểm đều như thế cả, đều không đổi. Amen. Sự lên thánh của Chúa như vậy, không như là con người đâu. Con người dù có thể là cực kỳ siêu đẳng đến mấy, có thánh đến mấy trong mắt tất cả thời gian thì cũng quá là bẩn thỉu trước mặt Chúa Trời. Amen. Vì tất cả sự công bình của loài người chúng ta chỉ như cáo nhớt nhơ trước mặt Chúa Trời thôi, và tiêu chuẩn của chúng ta của loài người cực kỳ kém, cực kỳ thả hạ. Amen. Vì loài người từ đất mà ra. Amen. Thân thể người từ đất mà ra nên phải cần sự sinh đại linh của Chúa để lên thánh. Lúc đấy mới có thể mặc được cái hình và dạng của Chúa Giêsu, của Đấng Christ, của Đức Chúa Trời được. Amen. Đến khi Esai là một tiên tri có đời sống biệt riêng ra thành để dâng mình cho Chúa Trời để hầu việc Ngài, thế nhưng khi ông nhìn thấy Chúa Trời, tôi xong rồi, chết tôi rồi, chết đấy, chết thật đấy, không như người Việt Nam hay gọi thành chết đấy đâu, mà đâu rồi, ông nhận thức được tôi xong rồi, vì ông nhìn thấy vua, vì ông nhận thức là ông là một người dơ giấy, có môi miệng dơ giấy, ở giữa một cái dân dơ giấy, và ông nhìn thấy vua Trời hiện lên, ông xong chết rồi. Vậy ông nhìn thấy sự hiện thế của Chúa Trời là sao? Anh nhìn em như thế không? Các xem phim ấy, những thiên sứ thánh sạch của Chúa Trời họ bay xung quanh mà sáu cánh, anh thấy cánh còn gì không? Hai cánh nằm che gì biết không? Che mặt của họ. Vì họ bản thân họ không dám nhìn mặt Chúa Trời nữa, anh em ạ. Bởi vì tiêu chuẩn của trường quá cao. Để cho chúng ta hình dung được thế này nhé, sự thánh khiết của Chúa Trời này cho dễ hiểu này. Mà tự nhiên là sự chói lòa, một sự chói lòa với những hào quang cực kỳ là rực rỡ. Thế chúng ta nhìn, chúng ta có nhìn được mặt vào mặt trời không? Không. Đấy. Tức là chúng ta không chịu nổi. Vì thế mà họ phải lấy tay che mặt. Vì cái tiêu chuẩn của trời ngày cái sự ánh hào quang, cái sự thánh khiết mà quá lớn, quá mạnh, quá cực đại, thì nó không một tạo nào có thể chịu nổi. Amen. Nên các thiên, các seraphim ấy vì được thánh nên họ che mắt thì họ có thể tiếp tục thờ phượng Chúa được. Họ mở tay ra bắt thì thôi rồi, họ sẽ khác rồi. Còn người cũng vậy, vì khi sự thánh khiết Chúa hiện ra thì con người chỉ còn chảy thôi, không nhìn để nhìn không thể nhìn thấy nữa. Amen. Sự thánh khiết đây còn nói về sự đồng nhất anh ạ, sự tinh khiết. Mà sự tinh khiết đấy thì nó phải đều đúng không ạ? Hôm qua thì cái này như thế, chỗ này như thế, chỗ kia cũng vậy. Nó không có thay đổi. Amen. Nó không thay đổi. Thánh khiết. Không như con người, lơ đẹp, thay đổi, thay đổi, lúc thế kia, lúc đó, lúc thế kia. Mà nó thánh khiết. Đối với hệ thống giá trị, thánh khiết như thế này. Có thể cách thức làm có thể khác nhau. Anh chị em ạ. Những cách thức làm của chúng ta khác nhau. Có đúng vậy không ạ? Nhưng mà bản chất ấy vẫn thế. Bản chất thánh khiết vẫn như vậy. Cái bản chất ấy không thể thay đổi. Và sự thánh khiết này chúng ta vừa đọc trong giáo trình này, đó là sự mà trái nhìn lại với gì? Với tội lỗi, với sự phạm tội. Sự thánh khiết là bản chất không thể thiếu được Chúa Trời rồi. Vì chúng ta nhớ Chúa Trời ba ngôi đấy, hay nhìn hình tam giác này, chúng ta phải nhớ hình này để khi chúng ta đọc kinh thánh cái gì đấy mà chúng ta không bị lật được, hiểu không, kinh thánh không thể học hiểu sai được. Sự thánh khiết, sự công bình và yêu thương. Sự yêu thương. Nên Đức Chúa Trời ở đâu ngại bày tỏ ra đầy đủ chuyện đó. Nếu ai đó chỉ nhìn thấy thánh mà không nhìn thấy yêu thương thì vẫn chỉ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Ai đó chỉ thấy sự yêu thương mà không nhìn sự thánh khiết của mình thì cũng không nhìn thấy Đức Chúa Trời. Ai đó chỉ thấy sự công bình thôi mà cũng chẳng sự thánh khiết hay chẳng thấy sự yêu thương thì cũng không nhìn thấy Đức Chúa Trời. Amen. Và nhìn một cách phiến diện thôi. Nên sự thánh khiết là phần không thể thiếu được anh em. Cái bản chất không thể thiếu được của Đức Chúa Trời. Anh em có nhớ ngày xưa cái sự thánh khiết này hay là cái sự hào quang hay sự vinh hiển, cũng sự vinh hiển của sự hào quang ấy, của vua hay của bậc cầm quyền ấy, anh em có biết luật không?
mà vua đi đấy thì tất cả mọi người phải sao ạ? Cúi đầu. Có ai mà ngó lên để nhòm vua không ạ? Anh em xem nhiều cái phim cái chuyện đó rồi. Ai mà nhòm vua thì sao? Chém đầu. Theo. Không cần xử. Đấy luật rồi, luật rồi. Còn nhớ chưa anh em? Tức là sao? Vua đi, tất nhiên vua không nhòm nhòm. Xem ai đi ta không? Vua không thể nhòm. Có hàng vệ sĩ đấy, họ đi họ nhìn. Xem ai cũng làm luật đúng không? Họ vung trưởng này rồi. Họ sẵn sàng, cứ cầm một gươm giáo, nó quay, chuẩn bị đợi, nó ngon. Ai rồi đấy? Pew! Bằng luôn. Hoặc nếu mà có, nếu mà vua mà hoãn ra đấy, thì có thể được cứu. Nếu vua nhìn thấy vua sốc lại, thì có thể người may ra được thang. Còn bằng không ấy, cứ người nào cứ ngó đầu lên để nhỏ nhòm ấy, là bị ăn đầu, là văng đầu văng rồi. Bởi sao? Bởi vì là để nhận thức rằng ấy, là cái người vua đấy, vua đấy, họ đẳng cấp họ rất cao, cái dư nghĩa họ rất lớn, để cái bậc thần dân kia họ không xứng đáng nhận được. Amen. Họ không xứng đáng nhận được, bởi họ nhìn thấy, tức là họ đồng đẳng, gần như đồng đẳng. Đấy nó thể hiện được rồi, mặc dù vua trong thời gian này còn vua bẩn, vua thỉu cả. Có đúng vậy không ạ? Vua ô uế cả, vua dâm dục, vua tham nhũng, vua độc ác, vua kiêu ngạo, vua ích kỷ, nhiều lắm. Hầu như tất cả vua thế gian này hầu hết như vậy, bởi bản chất con người là tội lỗi mà. Nhưng mà những cái điều đó họ cũng học được từ chúng ta, họ học được từ trong hệ thống nước trời, cái nguyên tắc như vậy. Cái nguyên tắc là như vậy. Rồi chúng ta đọc tiếp. Chúa kêu gọi người tin Ngài khao khát để sự thánh khiết của họ tương xứng với sự thánh khiết của Ngài. Kinh Thánh nói, nhưng Đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chất rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 15-16. Sự thánh khiết kết quả của sự nên thánh là ý muốn Chúa đối với mỗi người tin nhận Ngài. Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. 1 Thessalonica đoạn 1 câu 34. Sự nên thánh được thực hiện bởi Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Giêsu Christ và Chúa Thánh Linh. Nhờ sự nên thánh mà bản tính của bạn được đổi mới theo ảnh tượng của Chúa và bạn được khả năng không phạm tội mà sống trong sự thánh khiết. Mục đích của sự nên thánh là làm hoàn thiện người tin Chúa và hóa hình người đó trong hình ảnh của Đấng Christ. Sự nên thánh có 3 giai đoạn. 1. Sự nên thánh đầu tiên, kết quả là Chúa thanh tẩy và biệt riêng người tin Chúa cho riêng mình. 2. Quá trình tăng trưởng trong sự thánh khiết. 3. Sự nên thánh triệt để, điều xảy ra khi Chúa Giêsu tái lâm lần thứ 2. Amen. Xin vâng. Vậy chúng ta thấy chưa? Đức Chúa Trời, vì Ngài là thánh, mà chúng ta là dựng theo hình tượng của Chúa Trời. Nên chúng ta cũng phải sao nhé? Cũng phải lên thánh, cũng phải thánh. Nhưng mà chúng ta không tự động được thánh được ngay. Bởi vì là sao? Vì tổ tiên chúng ta đã phạm tội. Chúng ta đã mắc phải cái tội của nguyên tội và tội quỷ tội. Đúng vậy không? Nên vì thế mà cần phục hồi cho sự lên thánh, phải lên mà. Phải phục hồi lại. Thì mới thể giống được Đức Chúa Trời được. Nó đã giống Đức Chúa Trời thì lúc đó mới có quyền năng để thực hiện công việc như Đức Chúa Trời đã làm trong thời gian này, trong có sáng tạo này. Amen. Và sự nên thánh là ý muốn của Chúa Trời. Sự nên thánh, sự thánh khiết ấy. Sự thánh khiết là kết quả sự nên thánh. Em có hiểu không ạ? Sự nên thánh đó là một quá trình. Sự nên thánh và sự thánh khiết hay có khác nhau không em? Sự thánh khiết là kết quả rồi. Còn sự nên thánh là đang nên, đang hình thành, đang tạo ra, đang tạo ra. Amen. Anh chị em ạ. Chúng ta phải phân biệt rõ từng từ một trong câu đó, chứ không thể có nhiều nơi đấy họ dạy là con là Chúa, tin Chúa thôi xong thánh rồi, sau đó là thích phạm tội thì bạn thoải mái, bởi vì đã là tin Chúa một lần đủ cả rồi, không cần cứ cám ơn Chúa, cứ sớm cứ để Chúa, họ cứ nói một cái những cái sự tà giáo nền tảng như thế. Nhưng sự lên thánh đó là một quá trình. Amen. Mà kết quả của quá trình đó là sự gì? Thì anh em, sự thánh khiết, vâng ạ, sự thánh khiết.
Mục đích của sự nên thánh chúng ta đọc là sự hoàn thiện người đi Chúa để hóa hình người đó trong hình ảnh của Đức Christ. Thì mục đích sự nên thánh. Từ tất cả chúng ta được gọi phải giống ai? Giống Chúa Trời. Nên có cần sự nên thánh không nha? Có. Bởi vì sự nên thánh mục đích của nó là gì? Nó hóa hình. Hóa hình của Chúa Trời trong mình. Sự nên thánh này rất liên quan sự cứu rỗi. Anh em ạ. Nó liên quan rất cực kỳ mật thiết về sự cứu rỗi của chúng ta. Cái sự nên thánh chia làm ba giai đoạn. Và sự cứu rỗi cũng chia làm sao? Cũng là quá trình, cứu rỗi cũng là quá trình ba giai đoạn. Amen. Khi vừa tin Chúa xong, sao sự nên thánh đây nói này, mục đích là sự nên thánh qua giai đoạn này. Thứ nhất là sự nên thánh đầu tiên là kết quả là Chúa thánh tẩy và biến tin mình tin Chúa ra tin mình. Tức khi chúng ta tin nhận Chúa đấy. Anh em ạ. Tương đương khi chúng ta được cứu đấy, tâm linh được sinh lại ngay lập tức. Tâm linh ba phần này nha, tâm linh nội thể xác mà, thì khi tin Chúa đấy thì cái tâm linh chết mình ấy được sống lại ngay lập tức. Amen. Đấy thì sự nên thánh đầu tiên ấy. Thì là cái người đó là kết quả cho thánh tẩy cứu tháp của tôi đó, cho thánh tẩy đó là huyết Chúa Giêsu rồi, và chúng biến riêng người đó ra để cho Đức Chúa Trời, để cho công việc của nước này rồi. Amen. Đấy là sự nên thánh đầu tiên hay sự cứu rỗi như vậy. Sau đó bước tiếp theo sự cứu rỗi là gì? Là cứu linh hồn. Amen. Rồi nên là tất cả những anh chị em là người tin Chúa đấy, hãy đã tin Chúa rồi ấy, chúng ta đừng tưởng rằng tôi tin Chúa Giêsu một lần xong rồi không cần làm gì nữa. Chưa đâu, anh chị em mới chỉ ở bước thứ nhất thôi. Ai đó chỉ bước thứ nhất thôi, ai đó đang cần, chúng ta cần đến bước thứ hai. Vì tới bước thứ hai đó là sự nên thánh hay là sự cứu chuộc đấy. Sự cứu chuộc chúng ta đó là sự gì ạ? Để chúng ta thay đổi tâm trí của mình, làm để làm nhầm chọn sự cứu chuộc. Lúc vậy không anh em? Hallelujah. Và ở lên sinh thánh ở đây, quá trình lên thánh đây là giai đoạn thứ hai, đó là quá trình tăng trưởng trong sự thánh khiết. Đó cũng là quá trình cứu linh hồn của mình ấy. Mình thay đổi tư duy của mình để tư duy của mình đến những điều thánh thiện. Amen. Alo. Và lúc đó có cảm giác thánh thiện làm sạch lương tâm mình. Đấy là quá trình hoàn thiện, quá trình nhé. Anh em nhớ là quá trình nhé. Tiếp thứ ba, sự nên thánh triệt để. Điều này xảy ra khi Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Đó thôi, chỉ vậy thôi. Khi Chúa Giêsu mình trở lại thôi. Lần thứ hai. Điều đấy sẽ thành triệt để, thì nó được cất lên hoàn toàn. Thì cũng vậy thôi, cái sự cứu chuộc mà triệt để chúng ta khi mà trời mới đất mới đấy, chúng ta được thì cái thân thể chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được mặc cái thân thể mới. Amen. Được cất lên, khi mà Chúa hiện lên thì có một phần người là sẽ cất lên không trung ngay tức, đúng không ạ? Và cái câu cái đó có những ai được cất lên không trung ngay tức anh em? Chúa sẽ cứu. Chỉ có hai người, Enoch và Eli được cất lên không trung, được cất lên rồi thân thể họ không nhìn thấy nữa. Còn Môi-se thì sao? Môi-se thì không biết được chết ở đâu đâu. Còn Kinh Thánh nói là dành xác Môi-se, ta có xác, xác còn tồn tại mà Môi-se là vĩ đại như vậy. Nhưng những người theo ý của Chúa thôi, Chúa có thể cất người đó. Cái điều đó để khẳng định chúng ta là có sự cứu chuộc về cả thân thể, tức sự cứu chuộc triệt đầy cũng như sự nên thánh triệt đầy, là hoàn toàn tuyệt đối luôn. Hãy nhớ rằng cái sự nên thánh của thân thể là không bao giờ được triệt đầy được. Amen. Sự cứu chuộc thân thể chúng ta không bao giờ triệt đầy được khi chúng ta còn trên đất này. Vì thế mà những cái nỗ lực chúng ta để làm sạch cơ thân thể đấy, để ăn uống thật sạch, để không vi khuẩn đấy, hay thế kia, thì nó chỉ là vô cái sự mà thôi. Amen. Mặc dù nó cần trong sự mà vệ sinh để mà giữ được sức khỏe của mình, giữ sức khỏe này thì để với mục đích ấy, để có thể sống lâu, sống khỏe, để mà làm việc cách hiệu quả cho công việc của Đức Chúa thôi. Đúng không anh chị em? Vậy chúng ta hãy bước theo từng phần một nhé. Sự nên thánh đầu tiên này, nào anh chị bảo không? Một sự nên thánh đầu tiên xảy ra đồng thời cùng với sự ăn năn bởi công việc của Chúa Thánh Linh. Ngài cáo trách con người về tội lỗi, chỉ cho đường cứu rỗi. Sự thánh khiết không phải là thành tựu của bạn, mà là sự ban cho của Chúa Trời, mà ai cũng nhận được khi nghe tin rằng Giêsu là cứu Chúa. Trước tiên năng sự phạm tội của bạn đã tắt bạn khỏi Đức Chúa Trời, nhưng bạn trở thành thánh
và không có điều gì có thể phân cắt bạn khỏi Đức Chúa Trời nhờ việc bạn đã tiếp nhận của lễ chuộc tội thay thế Giêsu bởi đức tin. Con Đức Chúa Trời làm bạn nên thánh bởi huyết báu của mình, rửa sạch khỏi mọi tội lỗi, một thơ thứ nhất của Giăng chương 1 câu 7, và làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời, Hebrew chương 10 câu 14. Trong tân ước không loại trừ một ai, tất cả các cơ đốc nhân đều gọi là thánh đồ là những người đã nên thánh. Ví dụ như thư gửi trong các cơ đốc nhân ở thành Ê-phê-sô chương 1 câu 1, sứ đồ Paulo đã gọi những dân cư thành Ê-phê-sô mới ăn năn tin nhận Chúa là các thánh đồ, những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giêsu Christ. Gọi các thành viên hội thánh ở thành Corinto là những người được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi là thánh đồ. Thơ thứ nhất gửi Corinto chương 1 câu 2. Đấng Christ đã chuộc bạn, và bây giờ theo thơ thứ nhất Corinto chương 6 câu 19, bạn đã không còn thuộc về mình nữa mà thuộc Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, hãy biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Thi Thiên chương 4 câu 3. Trong đoạn này bản chất sự nên thánh là sự biệt riêng bạn ra khỏi thế gian ô uế này cho sự hầu việc Chúa. Con người vật dụng đất thời gian trở nên thánh khi Đức Chúa Trời biệt riêng chúng cho mình. Thí dụ, dân Chúa là thánh vì Chúa lấy dân ấy vào cơ nghiệp của mình, tức là lấy dân ấy thuộc về mình. Thơ thứ nhất Phi-e-rơ chương 2 câu 9. Những thầy tế lễ thánh vì họ được chọn lựa và làm nên thánh bởi Chúa. Lê-vi ký chương 21 đoạn 10 câu 12 23. Jerusalem thành thánh vì Chúa chọn làm nơi hiện diện của mình. Ê-sai chương 52 câu 1. Các khí cụ vật dụng thánh nếu như chúng được sử dụng để hầu việc Chúa. Ví dụ hòm giao ước thật sử ký thứ hai là câu 35 đoạn 3. Các lư hương được dâng trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va dân số ký câu 16 chương 16 câu 38 vân vân. Nhờ sự nên thánh mà thân thể quan trở thành đền thờ thánh linh. Thơ thứ nhất của Côrintô chương 6 câu 19. Đừng làm với đền thờ này có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần, vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bây giờ Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá luận đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Thơ thứ hai Côrintô chương 6 câu 16-17. Amen. Chúng ta nhớ rằng sự nên thánh ấy được thực hiện bởi ai? Đức Chúa Cha. Chúa đã nói vậy. Đoạn 1 Tê-sa-lô-ca đoạn 5 câu 23-24. Sự nên thánh hiện bởi Đức Chúa Con. Đoạn nào nói vậy? 1 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 30. Và đâu? Ở bởi Chúa Thiên Linh. Đoạn 2 Tê-sa-lô-ca đoạn 2 câu 13. Tức là sự nên thánh ấy, Đức Chúa là thánh không? Thế ba ngôi Đức Chúa là thánh không? Vì thế mà trong công tác mà làm thánh chúng ta đấy thì cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều hành động. Amen. Và chúng ta tìm thấy ít nhất các ba câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc ra đó để mà chứng tỏ thánh linh làm cho nên thánh, Đức Chúa Giêsu làm cho nên thánh, Chúa Cha làm cho nên thánh. Amen. Thì ở chúng ta vừa đọc chỗ này sẽ đầu tiên là xảy ra khi chúng ta vừa ăn năn thiện Chúa. Đức Chúa Trời nghe được Chúa chúng ta làm nên thánh. Vì huyết Chúa Giêsu được lúc đó tẩy rửa ta ngay lập tức, và huyết của Chúa đấy thì trong huyết Chúa thì có sự sống của con Đức Chúa Trời. Amen. Mà sự sống của Đức Chúa Trời thì nuốt sạch tất cả sự chết. Mà sự chết đấy thì tiền công sự chết, tiền công của nó là điện là sự chết. Tức là sự sống nuốt sự chết, mà sự chết đấy là kết quả của tội lỗi. Nên thành ra là chúng ta nhìn thấy cả một cái chuỗi này được. Huyết này có sự sống của Đức Chúa Trời này, sự sống của Chúa này nuốt sạch sự chết này, mà lại sự chết nó lại là gì? Kết quả của tội lỗi. Vì thế mà huyết Chúa Giêsu mới rửa sạch tội lỗi. Amen. Ngày xưa khi tôi hiểu là huyết của Chúa Giêsu để rửa sạch tội nhờ. Huyết rửa thì một mình mà dính cái huyết đó mình có thấy bẩn không ạ? Mình mà thấy huyết đầu huyết cỏ huyết lợn huyết gà huyết của mình, thế là mình rửa tay xà phòng để ra bu đủ các thứ để rửa sạch rồi. Huyết Chúa Giêsu còn rửa sạch tội cơ. Kỳ lạ nhỉ? Thì khi hỏi Đức Chúa Trời thì biết cái cả chuỗi như vậy. Amen. Chúng ta
Chúa rửa sạch tội. Chúng ta không thể nói con vẹt được, huyết Chúa Giêsu rửa sạch tội. Tại sao? Vì trong thánh nói là trong huyết thì có linh hồn để có sự sống. Amen. Mà sự sống của Chúa Trời đấy thì nuốt sạch, phá sạch, diệt sạch sự chết, đúng không? Mà sự chết, tiền công sự chết hay hết kết quả, sự chết là kết quả của gì? Của tội lỗi. Vậy thôi. Vì thế mà huyết Chúa Giêsu mới rửa sạch được tội lỗi. Amen. Chỉ có huyết này mới rửa sạch tội lỗi thôi. Anh nhá nào. Anh chị em đã hiểu chưa? Và khi mà huyết đã rửa sạch tội đấy, thì lúc đó chúng ta mới trở nên đi thánh. Tại sự đến thánh đó là nó trái nghịch để với tội lỗi đó. Mà khi chúng ta được rửa hết tội, khi cái thời điểm chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu ấy, thì mọi tội trong quá khứ chúng ta được tha. Amen. Cái thời điểm đấy là chúng ta được rửa sạch. Hallelujah. Và lúc đó chúng ta được gọi là gì? Thánh đồ. Chúng ta được gọi là thánh đồ, là người lên thánh, những người lên thánh được gọi là thánh đồ. Đoạn Kinh Thánh khẳng định điều đó thôi. Và sự lên thánh, bản chất sự lên thánh ở đây là gì? Là được biệt riêng ra, alo, để phục vụ cho công việc của Chúa Trời, được tách biệt riêng ra. Tại vì sự lên thánh ấy, cái sự trong sạch ấy, nó bị tách biệt ra khỏi sự bẩn đục. Nó tách ra để mà lãnh đạo, tách ra để mà cai quản, tách ra để mà cai trị. Amen. Được tách ra, chỉ sự lên thánh chỉ tách ra, được tách ra như vậy. Khi mà chúng ta được tách ra đến để hầu với Chúa, và trong Kinh Thánh có khẳng định rằng những đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đấy, anh chị em xem lại trong Kinh Thánh của bản thân mình, và tất cả những cái gì mà chúng ta tách ra, chúng động lên thánh xong nó được là thánh. Mặc dù trước đây nó là ui, nhưng mà sự động chạm của Chúa làm xong nó lên thánh. Amen. Mặc dù nó bẩn đến đâu, nó dơ bẩn đến đâu, nhưng mà sự động chạm của Chúa đến ngài quyết định biệt ra xong nó trở đi lên thánh, nó trở nên thánh. Anh chị em ạ, dân Chúa là thánh này, thầy tế là thánh này, thành thánh Jerusalem này, các vật dụng của khí dụng cũng lên thánh khi hầu của Chúa cũng vậy thôi. Alo anh chị em ạ, vậy chính trị có là sự thánh chứ không? Câu hỏi kinh tế có phải không? Kinh tế chính trị không phải sự thánh khiết, nó không phải, nhưng nó cũng là vật dụng, nó chỉ là công cụ. Amen. Để phục vụ nước Chúa Trời, mà tất cả công cụ là của Chúa Trời. Và ngài quyết định, ngài động vào chính trị, ngài động vào kinh tế, động vào khoa học, động vào thể thao, động vào truyền thông, động vào tất cả lĩnh vực trong đời sống của con người, trong xã hội này, thì nó sao? Nó là đế thánh. Vì thế Chúa Trời cái động thế nào nhé? Alo anh chị em, chúng ta hay nói là ngày động vào, ngày động lòng con, ngày chạm lòng con đi, cái chạm cái nào ạ? Thần linh Chúa thế, nhưng không như thế. Thế bây chúng ta bảo là Chúa động chạm đến chính trị đi, chưa là Chúa xin Chúa động chạm chính trị. Tất nhiên chúng ta thì cầu nguyện là đúng rồi, thánh linh của Chúa giáng xuống để đến thánh thánh nó như thế nào? Thì người ta phải thay đổi tư duy của người đang trong chính trị, đúng không ạ? Đúng không anh em nhìn từ con người thôi. Con người đầu tiên cục đất này, nó chỉ đất thôi. Nhưng Chúa nặng lên cái hình, nó có cái bộ xương, nó có cái khung cốt rồi. Nhưng chỉ khi mà Thánh Linh Chúa hà hơi vào thì người mới trở nên loài sanh linh, đúng không ạ? Thì bước đầu sự sống trong mình, hay sự thánh khiết trong mình, sự sống trong mình, sự sống của Chúa Trời trong mình, hay là sự thánh của Chúa Trời trong mình. Amen. Thì bây giờ trong chính trị, trong kinh tế, trong truyền thông, trong thể thao, trong bất cả lĩnh vực trong xã hội nào, nó đều ô uế bẩn thỉu, nó chỉ đất thôi. Và ma quỷ đã được an cư đất trọn đời rồi. Nhưng Chúa Trời đã quyết định là cứu chuộc đất của mình. Amen. Ngài cứu chuộc thế gian, ngài cứu chuộc lĩnh vực đó. Amen. Đầu tiên ngài cứu con người như là chủ của thế gian mà ngài đã dựng lên. Sau đó tiếp tục là để con người cứu qua con người, tiếp tục sự thánh Chúa lại vào trong cái đất đó nữa. Amen. Thì Chúa động chạm như thế nào? Vâng ạ, thì ngài phải thổi tha thân của ngài vào cho con người đó, để con người bắt tư duy thay đổi. Họ làm thánh, họ bắt đầu đưa cái hệ thống giá trị nước Chúa Trời vào trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, truyền thông đó. Amen. Thế là thánh, vậy thôi. Tức là Chúa Trời ngài làm thánh các lĩnh vực xã hội bằng cách nào? Không phải bởi lời cầu nguyện chúng ta đâu,
Alo, chúng ta cầu nguyện là hiển nhiên rồi, nhưng cầu nguyện là cái tối thiểu nhất. Amen chị em. Nhưng nó không cứu cánh, nó là cái tối thiểu nhất, bất kể người phải cầu nguyện, vì nó hơi thở rồi, vì đã là con người sống, nó khác người chết chỗ nào anh em? Thở. Ừ, thở thôi. Tôi không biết là tin đặt hay không tin, không biết, chỉ biết là con người chết và con người sống khác là thở. Tức là cầu nguyện là hơi thở. Thì người nào không cầu nguyện, không người sống cầu nguyện là người đang chết. Vậy thôi. Có thể đến hội thánh ngồi nghe đọc thuộc kinh thánh vèo mà không có cầu nguyện, không được sự cầu nguyện đấy là người chết. Người đang người chết đó là cái xác không hồn, mà xác không hồn thì không làm được gì cả. Xác không hồn không thể ăn uống, không thể phục vụ được, không thể lấy vợ, không thể cả chồng, không thể để con được. Thế đã xác không hồn thì đừng có mà tưởng vợ mà lấy vợ, đừng có tưởng vợ mà lấy chồng, đừng có tưởng vợ mà làm người khác. Amen. Thì lúc đó sẽ mang sự chết vào trong các lĩnh vực khác, nên cần phải có hơi thở một chuyện cho mình. Amen. Có sự cầu nguyện biến đổi theo vào cái tư duy của mình này. Thánh Linh của Chúa tỏ ra tư duy mình thay đổi, thì làm cách nào sẽ đưa cái công việc đó theo cái nguyên tắc giá trị Chúa vào trong cái lĩnh vực mà Ngài gọi đến, đó là sự động chạm của Chúa vào đó. Amen. Chứ không phải ngồi một chỗ cầu nguyện Chúa động chạm đây đi, Chúa động chạm đây đi, thì hóa ra là người là kẻ sai Chúa, người sai Chúa làm mà. Có vậy không? Đó không phải sự kinh sợ của Chúa Trời, đó là thái cực sai lầm mà cơ nhân thế giới họ phạm phải. Nó không làm việc, chỉ ngồi cầu nguyện ra giả xã hội ra để Chúa làm, và Chúa không thể làm được vì Chúa không phải tôi tớ như họ nghĩ, mà mình cũng là tôi tớ. Amen của Chúa Trời. Nên sự cầu nguyện đấy không phải để bắt Chúa làm, nó bắt làm Chúa làm cái kia, và sự nguyện để mà chúng ta học cầu nguyện làm gì rồi, mà để mà nối với Chúa Trời, để nhìn cái Ngài làm như Chúa Trời thì mình sao? Mình bắt chước Ngài như vậy. Amen. Mình mới thông công là gì anh em? Cầu nguyện là gì con? Chuyển mọi ý muốn công việc của Chúa từ trời xuống đất, không chỉ tư giao thôi. Tư giao chạy tư giao chưa đủ, tư giao cũng quấy, tư giao để nó biết là chuyển hết cái nhìn lên trời xuống dưới đất, sao làm như thế? Nên trong cuộc của chúng ta cần phải lục sùng sạo xem Chúa làm gì trên trời để xuống bắt trước. Amen. Và sự nên thánh, nhờ sự thánh mà thân thể của bạn trở đi đèn thờ Chúa Trời, chúng ta đã học rồi. Những cái tà thần rẻ mạt đấy thì họ thờ trong những nhà thờ, chùa chiền am miếu, đúng không ạ? Rất rẻ tiền, dùng tay người dựng lên, rất rẻ tiền mặt hàng, dùng những đồ vật ở đấy mua bán, đồ rửa sạch xong cúng bái hương khói, rẻ tiền mặt hàng. Nhưng Đức Chúa Trời đấy, Ngài không dùng cái đồ mặt hàng đó, vì Ngài cũng chuyện cực đại, nên Ngài dùng hội thánh của Chúa là gì ạ? Tập hợp của tất cả thân thể con người vô giá. Amen bác. Amen. Tập hợp của tất cả thân thể con người đó, và sau đó Ngài giao chúng ta, ngươi là ông từ của cái đền thờ đấy. Ông từ là ông gì? Ông từ là người quản lý cái đền thờ đấy, đúng không ạ? Ví dụ trong Phật giáo thì gọi là cái gì? Gọi là hòa thượng gì ạ? Có thể nhìn nhỉ? Hòa thượng là trụ trì ạ? Tức là cái quản lý chính ấy. Thì vậy thôi, Đức Chúa Trời này cho chúng ta là trụ trì. Đức Chúa Trời chúng ta đi thầy cúng, thầy thế đấy. Thế đấy là cúng mà. Trụ trì ở cái đền thờ đấy. Những đền thờ đấy là đâu? Là thân thể này. Cái thân thể này này. Cái thân thể này của chúng ta là đền thờ của Chúa Trời. Vì nhờ sự tinh thánh ấy mà thân thể chúng ta được thành đền thờ của Chúa Trời đấy, anh chị em ạ. Sau đó là Đức Chúa Trời giao ra đó, người quản lý cái đền thờ người đi. Người quản lý đền thờ của người tự quản lý đền thờ đi. Rồi sau đó người sẽ quản lý đền thờ nữa, đền thờ nữa, đền thờ nữa, đền thờ nữa, đền thờ nữa. Amen. Nhưng nhiều khi chúng ta chưa có tập quản lý đền thờ của mình cả. Thậm chí còn có người không nhận thức nổi quản lý đền thờ của mình mà cứ thích đi sai khác, đi bắt đàn khác, lốt đốt vào đây trở thành là chiến tranh để xung đột đủ các trò. Đấy, mình rất kinh đáng với mình đâu. Thậm chí còn không nhận thức là phải làm. Nhiều công nhân, bây giờ thậm chí nhiều cả pastor, mục sư đó, họ còn chưa đến kinh sư, có nhận thức rằng họ là người quản lý đền thờ này. Họ là người ông từ, người trụ trì của đền thờ. Anh em ạ. Mà sự trụ trì để mà dâng hương, là tấm lòng đấy, dâng của lễ, cầu
Họ phải người chủ trì đấy, họ phải thờ gì ạ? Cái thần tối cao họ đang thờ. Đó thôi. Vì thế chúng ta nhận thức cái thân thể này. Đức Chúa Trời ngài quyết định ấy, ngài dùng cái thân thể của chúng ta là cái đền thờ của Đức Chúa Trời, một đền thờ vô giá. Đền thờ này cả xã hội, cả thế gian này với mọi sự khôn ngoan năng lực của nó cũng không thể làm nổi. Tuyệt vời chưa anh em? Chúng ta thấy tuyệt vời, chúng ta có đền thờ, chúng ta có Đức Chúa Trời tuyệt vời không anh em? Amen. Nhưng chúng ta phải quản lý nó. Cái đền thờ này vô giá lắm đấy. Chúng ta rất nhiều lúc mà chúng ta toàn chỉ chăm chú khác thôi, chăm chú cái máy tính, chăm chú cái điện thoại, chăm chú cái ô tô, chăm chú công việc. Thế mà thế sao? Cái đền thờ này chẳng để ý chăm chú gì cả. Còn tôi chăm chú cái nào? Của tôi ăn, tôi uống, tôi ngủ, sướng. Đâu phải thế? Thế còn người nghĩ trong đền thờ có gì không? Để người chăm sóc. Cái đền thờ sẽ để gì không? Alo, chứ đâu có chỉ để ăn uống khỏe mạnh xong rồi nói năng lung tung được. Đâu có thế. Người ăn uống, người chăm sóc nó để gì ạ? À? Để mà thờ cái đấng mà ngự trong đó. Dâng. Amen. Mà dâng cho đấng ngự trên đó. Chúng ta phải nhận thức được như vậy. Amen. Nghe chị em. Tân thể chúng ta đền thờ trời đó. Mà kẻ nó phá hủy đền thờ của Chúa thì xong rồi. Đức Chúa phá hủy họ. Để chúng ta như vậy thì chúng ta rất chăm chỉ. Chăm chủ đến, chăm chỉ đến tân thể chúng ta. Chúng ta chăm chỉ tư thể ra không phải là chúng ta cho nó ăn uống mặc phải sạch sẽ đâu, đấy là điều tối thiểu nhất cho thế nhìn thấy. Mà cái điều là ô uế con người là gì mà Chúa Giêsu nói đấy, có phải là chuyện mà ăn không rửa tay không? Không, không. Mà cái ý tưởng của lòng người, ý tưởng tà dâm, lợi ngôn, kiêu ngạo, ích kỷ, đố kỵ, gian ác, đó đấy lười biếng vô trách nhiệm, tham lam, đó đấy cái điều là ô uế con người. Amen. Và trong khoa học họ nhận ra rồi, khi con người có ý tưởng phải như thế đấy, là bắt đầu sao ạ? Cơ thể tiết ra hormone độc chết hại luôn hệ miễn dịch, hệ nọ hệ kia, sau đó là ra cái gì ạ? Những cái tế bào ung thư phải chưa ạ? Những bệnh tật phải là bệnh đấy, sau đó giết cái thân thể đó vậy thôi. Nên chỉ cần giữ tư tưởng mình thánh khiết, rất cần như vậy, giữ tư tưởng thánh khiết còn cứ bám vào lời Chúa tự đọc thua cũng được, đọc cơn hẹn đầu tiên cứ chưa thấy tư tưởng là vẹt đi, nhưng tất nhiên chúng ta từ dừng là vẹt để phải nhận thức lên. Vì Chúa chúng ta không phải là tin Chúa, không phải như là ở thế gian đó là tin cho kiểu mình sinh đoàn cứ tin đi mà chẳng biết tại sao tin thế cả, và đôi trường cứ tin hiểu nhận, sau đó là phải hiểu tại sao tin như vậy. Amen. Tại sao tin như vậy? Còn nếu chúng ta không đặt câu hỏi đấy thì chúng ta lại kẻ mà mê tín dị đoan. Tại sao tin? Không biết thì cứ bảo thế thì cứ làm thế được. Cái giai đoạn đầu tiên người con đỏ người làm thế, nhưng trong quá trình mà người làm thì người phải đặt câu hỏi tại sao như thế nhỉ, tại sao làm thế nhỉ, làm thế thì hệ quả nó sẽ thì kết quả là sao nhỉ, tại sao, nguyên nhân gì. Amen. Phải làm như vậy, phải nghĩ như vậy để cho tư duy chúng ta nó phát triển lên thì mới giống như Chúa Trời được. Tiếp này, giai đoạn thứ hai là quá trình tăng trưởng cho sự biến thánh. Thưa đọc, mặc dầu Kinh Thánh gọi những tội nhân đã ăn năn tin nhận Chúa là thánh, Chúa vẫn ra lệnh cho tất cả mọi người phải tự mình làm đến thánh khi vẫn còn thời gian, cho đến khi mà Chúa Giêsu trở lại. Anh em ạ, kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa, kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào thánh cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đừng mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy công việc họ làm. Cải Huyền 22:12 nói như vậy. Thí dụ khi dân Chúa, khi Chúa đến dẫn dân Do Thái ra khỏi xứ Liên Tô, ngài ra lệnh cho họ phải giữ mình thánh sạch. Xuất Ê-lít-tô ký 19:10-11. Chúa bảo họ làm sao? Do mà lại phải giặt áo sống của mình. Giặt áo sống nó không phải là giặt áo sống, mà giặt cái nếp sống của mình đấy. Anh chị em ạ, chứ không phải giặt áo sống là áo bẩn, người ta giặt rũ, cho máy giặt rồi làm thế thôi. Mà giặt áo sống là gì? Áo là cái gì? Cái oblast là cái hình thức, cái cách sống ấy, cái vỏ ngoài của mình ấy, nó bẩn rồi thì giặt nó đi. Amen. Ngày phán cùng Môi-se bởi vì quần áo của họ là đầy bụi bẩn của đất Ê-tô. Ê-tô là hiện thân của cái gì? Của thế gian, anh chị em ạ. Chúng ta còn nhớ chứ? Khi mà Chúa dùng Môi-se để đưa dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ê-tô đấy, thì là quần áo của họ là đầy bụi bẩn thế gian, cuộc đời thế gian, bụi bẩn thế gian. Những lễ nghi bẩn thỉu thế gian. Lễ nghi đầu tiên phải là gì? Tiền đâu? Đầu tiên phải gì? Tiền đâu? Đầu tiên phải gì? Tiền đâu? Muốn làm gì? Tiền đâu? Muốn làm gì? Tiền đâu? Lễ nghi của họ như vậy. Chứ họ không biết rằng là đầu tiên là
vì ngài là đầu tiên mà. Amen. Chúng ta nói vậy, Đức Chúa là đầu và cuối, đầu tiên phải là Đức Chúa Trời và cuối cùng cũng phải là Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ đầu tiên phải là tiền, 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 và đến giờ ấy, những người thậm chí trong hội thánh ấy, họ làm gì họ cũng phải có tiền đâu, có tiền đâu. Đó, điều đấy nói rằng là ai là Chúa của họ? Tiền. Tiền là Chúa. Anh em ạ, mặc dù họ không nói ra, họ vẫn bảo là Đức Chúa Trời là Chúa của tôi. Thế nhưng mà thực sự đấy, tiền là bên Chúa của họ. Và số phận của họ, số mạng của họ đấy, khó. Khó đấy, khó được cứu được anh em. Tiền mà quyết định mà. Vâng, số phận họ. Vâng, hết tiền thôi. Hơi nghĩa tiền, tiền. Mở mắt ra thì đi tiền. Nhắm mắt lại thì tiền. Ăn đi tiền, ngủ thì tiền. Chúa của họ. Nói chuyện thì tiền. Vì là Chúa của họ mà. Nên họ không thể, họ không giải thoát được. Mà còn chúng ta là Đức Chúa Trời. Còn tiền là thằng nô lệ. Anh em ạ. Chúng ta như phải dạy, chúng ta được học cách, chúng ta đang học cách mà sao bắt thằng nô lệ làm việc và nó đẻ. Nó đẻ. Thế nô lệ mình nuôi nô lệ trong nhà sau đó sao phải sao anh em, sau đó nô lệ nó lấy nhau nó đẻ ra, đúng không ạ? Sao con là chỗ đâu thì phải thế, phải coi tiền như nô lệ thôi, để cho mình không bao giờ phải dưới áp lực của đồng tiền hay dưới gọi là nô lệ quyền hành của nó. Mình nhận thức rằng nó chỉ là những tờ giấy đốt được xé được hủy được, thế chúng ta quy nó thôi. Nó con về là biết được cái định luật nào đó mà bắt nó phải làm việc ấy. Thế mình học cái định luật đấy, đó là quá trình ngã thất bại nhưng đứng lên làm tiếp. Amen. Tất cả những gì được chép trong ước là mẫu mực cho chúng ta. Elito là hình ảnh thế gian tội lỗi. Chúa đã giải phóng chúng ta khỏi sự gian nan của thế gian này và chúng ta cần phải được giải thoát khỏi nếp sống ô uế của thế gian. 1 Corinto 1:2. Phaolô đã gọi những người tin Chúa là những người được gọi làm thánh đồ, nhưng đồng thời cũng kêu gọi họ từ bỏ khỏi nếp sống xác thịt, thôi ghen tị cãi cọ, vân vân. Nhiều người trong số các cơ đốc nhân thành Corinto trước khi ăn năn tin nhận Chúa đã sống theo nếp sống vô đạo đức, mặc dù họ đã được nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà nhờ thiên linh của Đức Chúa Trời, chúng ta được rửa sạch được nên thánh được sự công bình rồi. 1 Corinto 6:11. Họ cần được rửa sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, loại đi sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh. 2 Corinto 7:1. Bạn đừng tưởng rằng nếu bạn tuyên xưng lời cầu nguyện ăn năn là bạn không cần phải làm gì thêm nữa. Chúa chờ đợi ở mỗi người tin nhận ngài sẽ tăng trưởng trong sự thánh khiết. Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho bạn cần phải giải thoát khỏi điều gì, phải thay đổi tính cách gì, cách ăn ở của bạn mình ra sao để tăng trưởng trong sự thánh khiết. Cần phải gắng sức bạn ạ. Amen. Trước khi được sinh lại từ trời, bạn không có khả năng để sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa và thực hiện các điều răn của ngài. Nhưng bây giờ bạn đã là tạo vật mới trong Đấng Christ, các điều răn của Chúa đã khắc ghi trong lòng bạn bởi Đức Thánh Linh và bạn nhận có được, bạn nhận được khả năng sống trong cuộc sống thánh khiết. Nhớ, bạn nhận khả năng sống thôi nhớ. Không nghĩa là bạn áp dụng tự động được thánh khiết, bạn chỉ nhận khả năng thôi. Tức là bạn phải áp dụng khả năng đó thực hành. Để sự nên thánh có được cần hợp tác cùng với Chúa Thánh Linh, tiếp nhận một sự cáo trách và dẫn dắt của ngài, phải hướng tới sự thanh tẩy tăng trưởng trong sự thánh khiết để đạt được mục tiêu của Chúa là gì? Giống hệt như hình tượng Đấng Christ. Sự thánh khiết, sự nên thánh diễn ra trong suốt cả đời sống trên đất của bạn. Amen. Chúng ta nhớ cái bài học đầu tiên cho người mới tin nhận Chúa đấy, đó chương trình Chúa thành con người là gì ạ? Chúa giữ chúng ta thì giống Đức Chúa Trời cả trong và ngoài để ta chị đấy là để tin lành của ngài. Amen. Sau đó tin dữ xảy ra là người phạm tội, tin lành tiếp tục vào Chúa Jesus trên này chúng ta, đó tin lành đời đời chúng ta, tin đời đời tin Đức Trời ấy, đời đời ấy. Đó là chúng ta sống Đức Chúa Trời trong mọi sự để quản trị luôn. Vì thế mà mục đích của mọi sự cũng chỉ là giống Chúa để quản trị thôi. Amen. Nên sự nên thánh, mục đích cuối cùng của nó cũng chỉ là giống Chúa Trời thôi. Nên chúng ta cần cố sức, cần gắng sức. Amen. Cần gắng sức chứ không phải là điều tự động nó xảy đến. Khi chúng ta hiểu cả ơn Chúa vì Đức Chúa Trời trong chúng ta, ngài tuyệt vời, ngài ở trong chúng ta có thần sự bày tỏ, thần không ngoan không sáng, nên được phân tích rõ ràng ra những phần kinh thánh để không bị lu bu này. Sẽ nhiều nơi họ để ý rằng họ tưởng sao ạ, cứ tưởng là cứ tin Chúa là thôi thánh luôn, tin Chúa là thánh luôn. Không, tin Chúa từ giai đoạn một anh em ạ. Và chúng ta đang ở đâu? Ở giai đoạn thứ hai anh em ạ. Giai đoạn thứ nhất đấy chúng ta tiếp nhận rồi, vì tất cả chúng ta ở đây đã ăn năn tiếp nhận Chúa, xưng cứu Chúa thôi mà.
Amen. Amen. Có ai chưa không ạ? Alo. Có ai chưa biết nhận Chúa là Chúa Giêsu không? Không. Ơi sao em trả lời không ạ? Không, 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 không. Tức là chúng ta cái giai đoạn thứ nhất đấy, chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta được gọi là thánh rồi. Bây giờ chúng ta cần tăng trưởng sâu trên thánh, tức là giai đoạn thứ hai thôi. Amen. Amen. Tăng trưởng trong sự tiến thánh. Hallelujah. Giai đoạn thứ ba là sự tiến thánh triệt để. Khi nào, chỉ khi nào được biết tới thì sự tiến thánh mới hoàn tất và thân thể sẽ bị bạn sẽ biến hóa. Lúc đó sự hoàn thiện, sự tiến thánh trong thân thể linh hồn và thần linh của bạn, bạn mới trở nên hoàn toàn giống Ngài. Lời hứa này đã ban cho Ngài tin nhận Ngài. Một Giăng đoạn 32 đoạn 32. Hỡi kẻ yêu dấu, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như muốn có thật vậy. Amen. Amen. Đó, cái mục đích của chúng ta là giống như thật như Ngài, là giống thật như Ngài. Nhưng chỉ khi mà sự thật chết đẹp Chúa đến thôi. Nhưng Chúa đến thì cái sự mà trong quá trình thứ hai ấy, là chúng ta đang chuẩn bị mình để lên thánh thì mới gặp được Chúa Trời. Amen. Amen. Khi mà Chúa hiện đến cho dân của Chúa, cho các dân Chúa ấy, thì Chúa đề ra mạng lệnh là hãy bảo dân của Ngài làm sao biệt riêng ra để liệm thiên cầu nguyện và làm sạch mình đi, để ngày thứ ba thì Ngài sẽ giáng lâm xuống thì núi Sinai. Amen. Ngài sẽ giáng lâm xuống thì lúc ấy họ mới được thay đổi, họ mới được hóa hình. Amen. Amen. Hóa hình thì chúng ta mới có cơ hội mà hóa hình thay đổi, thì lúc ấy mới có quyền năng của Đức Chúa Trời để mà làm việc bảo vệ kia trong thành công, thì lúc ấy mới cai trị được. Thế nào? Amen. Cái sự thắng quan trọng lắm anh chị em ạ. Alo. Amen. Amen. Chúng ta hãy liệt kê lại những cái bệnh tật của lỗi lầm của chúng ta và xin Chúa tha thứ và nỗ lực của đó. Sự lên thánh, chúng ta biết sự lên thánh được thực hiện bởi ai? Bởi Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh và chính bản thân người đó. Amen. Và chính bản thân người đó, chứ không phải là sự lên thánh chỉ hoàn toàn thực hiện bởi Chúa Trời của tôi, đúng không ạ? Không phải, mà là phải có sự nỗ lực chúng ta nữa, phải nỗ lực chúng ta. Amen, chị em. Amen. Hallelujah. Đó là bài học này, chúng ta xem sao. Bạn đã ăn năn và trở thành thánh đồ trong mắt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi tất cả những anh đi nhận Chúa trong mắt bạn là đi thánh đồ. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta nhớ lại Đức Chúa Trời đã biệt riêng cho mình ai? Biệt ai đi cho mình? Đức Chúa Trời. Riêng ai cho mình? Biệt riêng chúng ta. Biệt riêng tôi. Anh em chỉ có mình, Đức Chúa Trời riêng tôi cho này. Tôi chứ này. Amen. Phải biết là tôi ý, là được biệt riêng ra Chúa Trời rồi. Mà anh chị biết đối với Chúa mà đã chọn biệt riêng ra được rồi. Anh chị em có biết là các quốc độ đặc nhiệm xuyên xa không? Tại vì họ muốn thì họ biệt riêng ra, họ tách ra, họ phải tuyển chọn đúng không ạ? Họ tuyển. Xong trong những người xuất sắc nhất, họ lại vẫn tuyển tiếp. Xong đấy xuất sắc nhất của tất cả xuất sắc để làm công việc mà cao cả, công vĩ đại. Những người đấy được vinh danh, tức là những người đó rất dễ dàng và được tiếp cận với những nguyên thủ quốc gia hay những cái người mà vinh có sự vinh hiển. Amen. Và chúng ta muốn vậy, chúng ta cũng muốn là được gần Chúa rất nhiều, mà chúng ta muốn hát gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa hơn, thì bằng ra chỉ có đến thánh gần Chúa thôi, có đức tin gần Chúa thôi. Amen. Thì nên thế thì tăng trưởng sự lên thánh, thì vì thế phải nỗ lực để tập dần mình để được tuyển chọn. Đức Chúa ngày tuyển chúng ta, ngày tuyển chúng ta quả thử thách trong thời gian này. Amen. Đó. Và ngày tuyển không phải lý thuyết, không phải là bằng kinh thánh, đọc thuộc lòng qua chuyện thần học, các tuyển một cách tầm thường như vậy. Ngày tuyển qua đời sống chúng ta. Amen. Còn các chuyện thần học nó chỉ là gì ạ? Chỉ là trang bị chúng ta những kiến thức, chỉ hướng chúng ta mà thôi. Amen. Thế còn thực hành là ở đời sống chúng ta. Điểm thứ ba, sự lên thánh là ý muốn của Chúa dành cho bạn. Điểm thứ tư, nó để tăng trưởng sông thánh kiết thì hãy hợp tác với ai? Với Đức Thánh Linh. Thì bác giúp em với ai? Alo, với Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh. Amen. Malachi đoạn 3:1-3 nói đây: Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông
trong này ngài đến Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, nhưng ai sẽ đương nổi ngài đến và ai đứng được khi ngài hiện ra? Vì ngài giống như lửa thợ luyện như cho thợ gặp, ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch, ngài sẽ chùi các con trai lê đi làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc, chúng nó sẽ dâng của lễ cho Giê-hô-va trong sự công bình. Amen. Amen. Đó là chúng ta như vậy, tức là sự lên thánh ấy, chúng ta phải tập dượt mình lên thánh để khi Chúa hiện đến chúng ta chào ạ được ngày đó, không bị bỏ lại. Chúng ta nhìn xem cái phim hay trong thánh cũng kể khi Chúa lên, khi Chúa cất lên đúng không, hai người làm việc ở cánh đồng, một người bỏ lại và cất lên, đang ngủ rồi một người bút bay lên thì người lên thánh được cất lên, họ chuẩn bị rồi. Amen. Amen. Cũng như anh chị em để anh chị em thấy được, anh chị em đã từng giặt quần áo chưa? Một đống quần áo bẩn đấy, sao anh trong cái tủ anh xem nhìn cái gì? Anh em mặc thế nào? Em là chủ nhân đấy của cái áo, anh em lấy cái gì sạch? Đấy anh xem là cái bẩn cả cả không bẩn, mặc dù áo của anh em đấy, đúng không ạ? Mới mua, thậm chí còn đẹp lắm nhé, nhưng nó sao? Nó bẩn nên có ta mặc không? Không, em phải càng cạo là thứ nó rất quý, rất sạch, xin lỗi, nó rất đẹp, nó rất đắt tiền, nhưng vì nó không sạch, nó không được thánh nên sao ạ? Cạo xuống và lấy cái áo mà sạch, thậm chí áo nó rẻ tiền. Amen. Thậm chí áo nó rẻ tiền, nhưng mà nếu trong cả cái đống quần áo đấy không chọn ra được cái áo mà sạch sẽ vốn đắt tiền ấy, thì người chủ vẫn cứ phải mặc cái áo rẻ tiền, nhưng nó phải sao? Sạch, thánh, sạch. Amen. Thì mỗi chúng ta như áo tương tự như vậy, Đức Chúa Trời ngày trong kho ấy, ngày sẽ chọn chúng ta ra, khi ngày dùng ta như nào ấy, ngày cất chúng ta sao đó, chúng ta thánh mức độ nào thì chúng ta sẽ được ngày cất lên, ta sẽ làm cao trọng, chúng lấy được Chúa sử dụng đại dụng trong cuộc đời của nhà ngài tiếp theo, và cái phần thưởng của ta trên trời cũng đã cực kỳ lớn. Amen. Amen. Như vậy chúng ta hãy tăng trưởng lên thánh. Amen. Hãy nhận thức trong bài học này đã chiều sâu, còn cảm tạ Chúa về bài học của ngài ngày hôm nay. Chúa ơi, ngợi khen Chúa yêu dấu chúng con, ngợi khen Đức Thánh Linh yêu dấu, ngợi khen Chúa Cha, ngợi khen Chúa Jesus Christ chúng con đã đứng và đã hợp tác với một chúng con, Chúa, trong sự mà làm sạch đền thờ của ngài. Tại Chúa nhận thức rằng ô cái thân thể chúng con đây với cả tư duy của nó chẳng là của chúng con, Chúa, và chúng con thậm chí còn không biết nó là cái gì cả nữa, Chúa. Nhiều người chúng con còn không nhận thức nổi nó là sao cả, Chúa ạ. Ngài là chủ của nó, Chúa ơi, chúng con chỉ phận tôi tớ thôi, xin Chúa hãy chỉ dạy chúng con phải làm gì để làm thánh sạch đời sống của mình, thánh sạch lễ bị của mình, thánh sạch tư duy của mình, thánh sạch cảm xúc của đặc biệt, thánh sạch lương tâm của mình, thánh sạch linh hồn, thánh sạch thân thể của mình, thánh sạch tâm linh của mình, Cha. Ôi chúng con nhờ cậy ngài, ơn Chúa Cha, chúng con với Thánh Linh, hallelujah, có chúng con đây, ôi xin ngài sai đi, xin ngài hãy sửa lấy giờ sạch chúng con bằng lời Chúa. Lạy Chúa, con gọi thần kính sợ Đức Chúa Trời trên chúng con gọi sự đói và khát, chẳng phải khát bánh khát nước, Chúa ạ, nhưng khát lời của Chúa Trời, khát thịt của ngài, khát huyết của ngài, khát thánh linh của ngài, Chúa ạ, khát sự công bình của Chúa, khát bản tính của ngài đến trên thánh của ngài, sự thương xót Thiên Chúa nhân sản Chúa Jesus Christ, hallelujah. Ôi là Chúa, ngưỡng cửa trời hãy mở ra, Chúa ơi, không chỉ ban phước chúc phước chúng con bình thường từ đâu, Chúa ạ, mà đổ ra chúng con, đổ xuống trên con mọi sự đói sự khát, Chúa ạ, đó là sự công bình thánh khiết của Chúa, đói khát ô bản chất của ngài, nhân danh Chúa Jesus Christ, con cảm tạ Cha, con tin rằng lời cầu nguyện con đã được nhận, cho con tin, cho nhân danh Chúa Jesus Christ, hallelujah, và chúng con bước vào tin để thực hiện điều mà chúng con trông mong theo thánh ý của ngài. Mọi vinh hiển đều dâng cho ngài và chỉ mình ngài mà thôi. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah.